Không khí của ngày hội tổng quân đã thực sự náo nức ở xã vùng cao Thạch Bình, huyện Nho Quan. Trong số các thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này, có một trường hợp đặc biệt là đồng chí Bùi Văn Kiên, tân binh người dân tộc Mường duy nhất của xã, được kết nạp đảng. Trước ngày lên đường, nhiều tâm sự, tình cảm, mong muốn của gia đình, chi bộ, bà con thôn bản đã được gửi gắm để chàng trai trẻ này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc giao. Ngày 3 tháng 3 tới đây sẽ lên đường tòng quân và vinh dự hơn là trước ngày nhập ngũ, em được kết nạp vào đảng. Phấn khởi, tự hào, ông Bùi Văn Trung, bố của em Kiên quyết định làm hẳn một con lợn để đãi bà con trong thôn. Đó là tục lệ của người Mường, nhưng cũng là tình cảm, niềm tin mà ông gửi gắm vào anh, con trai duy nhất trong nhà. Chỉ mong muốn cháu nó ngoan ngoãn trong quân đội, chứ không muốn cái gì hơn cả. Cháu nó học tập, là học trong quân đội, xong là về thôn xóm, là với các chú, các bác trong cái thôn xóm để hoàn thành nốt cái nhiệm vụ trong cái đảng viên của cháu. Hai năm tới, chiếc máy cày, thửa ruộng cùng hơn một hecta rừng sau nhà sẽ thiếu sự chăm sóc vun sới của Kiên. Nhưng những ngày phía trước chắc chắn sẽ có rất nhiều điều mới lạ, bổ ích để em trưởng thành. Dù ở đâu thì bản tính thật thà, chất phác của người dân tộc Mường cùng những gì đã được đảng giáo dục, rèn rũa, được gia đình động viên chỉ bảo sẽ giúp em vững vàng vượt qua. Rất vinh dự trước khi lên đường nhập ngũ là được chi bộ thôn kết nạp đảng. Tôi xác định phải học tập, sẵn sàng rèn luyện, tu dưỡng gương mẫu để nêu gương cho các bạn khác. Tôi hy vọng khi hoàn thành nghĩa vụ trở về sẽ tiếp tục được cống hiến cho quê hương. Thôn Quảng Mào có tới 90% dân số là người dân tộc Mường. Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, cuộc sống của người dân trong thôn đã từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, để thoát nghèo bền vững và làm giàu ở chính núi rừng nơi đây thì rất cần những cán bộ trẻ như Bùi Văn Kiên. Đó cũng là điều mà chi bộ thôn Quảng Mào luôn hướng tới trong quá trình phát triển đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ. Đồng chí Kiên này, tuy là mới 18 tuổi, rất trẻ. Ở môi trường địa phương thì cũng chưa trải nghiệm nhiều. Thế nhưng mà tạo điều kiện để kết nạp cho đồng chí để vào cái môi trường quân đội. Nó có cái sự cọ sát và rèn luyện. Nếu mà giữ vững được cái phẩm chất của người đảng viên thì sau này tôi nghĩ sẽ là một cái nguồn cán bộ rất tuyệt vời cho thôn xóm. Dặn dò con trước ngày lên đường nhập ngũ, vợ chồng ông Trung không giấu nổi sự xúc động, chỉ mong sao con chân cứng, đá mềm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Còn với Bùi Văn Kiên, tình cảm, niềm tin của gia đình, chi bộ và bà con thôn bản sẽ luôn là động lực cổ vũ tinh thần, quyết tâm học tập, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên dân tộc Mường, chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.